Ban tổ chức trung ương làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Nông để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đắk Nông tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê các chỉ tiêu phát triển năm 2021. Khai mạc triển lãm ảnh mỹ thuật tỉnh Đắk Nông năm 2021. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình Tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, 29 tháng 12. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 vào chiều hôm qua, 28 tháng 12, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Đắk Nông đạt được. Phát huy kết quả đạt được, Đắk Nông tiếp tục bám sát, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nhất là nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để đề ra mục tiêu, chỉ tiêu sát, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Trên cơ sở đó, tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo cao nhất để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu mục tiêu đề ra. Phó trưởng ban tổ chức trung ương cũng cho rằng Đắk Nông có vị trí địa chính trị quốc phòng an ninh quan trọng, có nhiều tiềm năng lợi thế, dư địa để phát triển. Do đó, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nội bộ cấp ủy, chính quyền đoàn kết, thống nhất, có quyết tâm chính trị cao. Sáng nay, 29 tháng 12, Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế, xã hội năm 2021. Năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 20.726 tỷ đồng, tăng 8,63% so với năm trước. Với tốc độ tăng trưởng này, tỉnh Đắk Đông xếp vị trí thứ hai ở khu vực Tây Nguyên, sau tỉnh Gia Lai và đứng thứ bảy của cả nước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt hơn 7.917 tỷ đồng, tăng 4,45%, đóng góp 1,77 điểm phần trăm. Khu vực công nghiệp và xây dựng đạt hơn 4.095 tỷ đồng tăng 35,9%, đóng góp 5,67 điểm phần trăm. Khu vực dịch vụ đạt hơn 7.777 tỷ đồng, tăng 1,93%, đóng góp 0,77 điểm phần trăm. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt hơn 935,63 tỷ đồng, tăng 9,38%, đóng góp 0,42 điểm phần trăm. Về cơ cấu nền kinh tế năm 2021, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 38,11%. Khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 18,74%, khu vực dịch vụ chiếm 38,69%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,46%, GDP bình quân đầu người năm 2021 của Đắk Nông ước đạt 52,1 triệu đồng. Cũng trong sáng nay, 29 tháng 12, tại khuôn viên Hoa viên thành phố Gia Nghĩa, Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Nông khai mạc triển lãm ảnh Mỹ thuật tỉnh Đắk Nông năm 2021. Theo đó, 150 tác phẩm của 35 tác giả trong và ngoài tỉnh tham dự triển lãm. Đây là những tác phẩm xuất sắc, có tính thẩm mỹ sáng tạo cao, đã đáp ứng các tiêu chí về bố cục, nội dung khắc họa tương đối toàn diện về vùng đất, văn hóa, con người đắc đông. Triển lãm là dịp để hội viên tri hội nhiếp ảnh, mỹ thuật trong và ngoài tỉnh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm sáng tác cũng như cùng nhau thưởng thức những tác phẩm đẹp, chứa đựng nhiều thông điệp có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc về gìn giữ văn hóa truyền thống. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk nông vừa tổ chức trao giải cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Đắk Đông lần thứ hai năm 2021. Kết quả, giải nhất thuộc về đề án Đắk nông Eco Tourist, Du lịch, Dịch vụ, Công nghệ Thông tin của thí sinh Huỳnh Văn Quý, huyện Cờ Rông Nô. Ban tổ chức còn trao hai giải nhì, ba giải ba và năm giải khuyến khích cho các thí sinh của đề án xuất sắc. Các thí sinh đặt giải tại cuộc thi sẽ được hỗ trợ hoàn thiện đề án tư vấn, hỗ trợ vay vốn, xúc tiến thương mại, kết nối với các nhà đầu tư, từ đó giúp mở rộng quy mô đề án, phát triển sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tin tức đắc nông cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong ngày hôm nay, ngày 29 tháng 12. Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 29 tháng 12, Đắc Đông ghi nhận thêm 95 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, 4 trường hợp về từ vùng dịch, 33 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng, 48 trường hợp cách ly tại nhà, 3 trường hợp trong khu điều trị và 7 trường hợp trong khu phong tỏa. Trong các ca mắc mới, thành phố Gia Nghĩa ghi nhận 9 trường hợp, huyện Tuy Đức ghi nhận 10 trường hợp, huyện Cư Rút ghi nhận 31 trường hợp, huyện Đắc Song ghi nhận 9 trường hợp, huyện Crong Nô 22 trường hợp, huyện Đắk Lắp 14 trường hợp nâng tổng số trường hợp mắc ghi nhận trên địa bàn tỉnh lên 5.001 trường hợp. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin tức Đắk Nông ngày 29 tháng 12. Thông tin chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage của chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.